Hi. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái app, một công cụ rất là vi diệu luôn, có thể hiểu rõ được lòng người. Hiểu rõ là ở đây là sao? Là có nghĩa là có thể biết được người ta lưu tên mình như thế nào, người ta đánh giá về mình như thế nào trong những cái tên mà người ta lưu cho danh bạ. Ví dụ như là đây. Ví dụ như là đây. Đó. Dạ, mọi người tiếp tục xem clip nha. Mình sẽ tới thăm anh Minh, tại vì anh Minh mới về mọi người. Đi, đi vô, mắc mưa quá trời luôn. Anh Minh, mới về hả? Về lâu chưa? Mới về hồi sáng luôn á. Qua thăm nè. Đi đâu lâu quá trời. Ủa, đi quay về cực mệt luôn á. Với lại bữa mất điện thoại nữa. Đen quá mọi người. Thì anh có cái này nữa nè, mệt lắm luôn, đi quay mà còn mệt nữa. Có nghĩa là anh bị người ta quấy rầy á. Quấy rầy làm sao? Kiểu như là số điện thoại lạ nó gọi vậy nè. Nó gọi cái gì? Quý khách đang trúng thưởng rồi. Rồi mấy số điện thoại gọi là bạn có cần cái gì, bạn cần cái điện thoại lạ nó gọi, nó quấy rầy mình không à, mình không biết gì hết á. Nè, anh con trai gặp vậy là bình thường, em con gái gặp nhiều lắm mà còn bị biến thái quấy rầy nữa, nên mấy mẹ em rành lắm. Muốn giải quyết không? Muốn. Đây đây, chỉ cho. Gào quá à. Bây giờ nè, anh vô cái app store anh tải cái này về. Rồi, vô app store tải về. Nè. Rồi, gõ gì? Gõ cái get contact. Cái gì? Get contact. Cái này đọc là get con cá. Get contact. Con. Rồi ok. Con cắt là con gì ra? Nè, đâm tải xuống. Rồi. Rồi. Bây giờ nha. Nó sẽ hiện lên cho đây là những cái người mà lưu số điện thoại của anh vào danh bạ á. Ủa anh cần là chặn mấy cái người kia kìa. Từ từ, người ta đến nói từ từ. Thì bây giờ đầu tiên là anh sẽ thấy những cái thấy gì á? Cái gì đứa nào nó lưu anh là Minh Giám Đen. Minh Giám Đen không, cái này là này là Minh Giám Đen, cái này là Minh Đảm Đen nè. Cái này Minh đẹp trai là đúng rồi nè. Anh trai mưa. Minh hàng sập ngon nè, ngon nè. Minh xù là cho Minh mở Minh là Uber, cho Uber mô tô là sao? Anh có chạy Uber hả? Chắc là nó nghĩ anh là chàng trai chạy rap mà nó ghi lộn á. Nói chung á là nó sẽ cho anh biết là những cái người bạn của anh có số điện thoại của anh á, người ta sẽ lưu anh là cái gì. Minh Đảm Đen thì chỉ có con Gia Hân nó lưu thôi. Ôi Minh Đảm Đen. Chắc em lưu anh là Minh đẹp trai. Không, em không có lưu số anh. Không lưu số luôn. Không có lưu số. Thì cho mình biết là mình ai lưu mình như thế nào là nó điện lên luôn. Có nghĩa là ví dụ như em lưu trong danh bạ của em số anh là Minh đẹp trai thì nó sẽ cho anh biết. Rồi, ok. Thế ra nữa là bây giờ này cái phần mà anh quan tâm nè là anh quan tâm phần spam. Thì ở đây á là nó sẽ có một cái chế độ bảo vệ anh, có nghĩa là nó sẽ giúp anh chặn những cuộc gọi từ những cái số điện thoại mà lừa đảo nè, hay là những cái số điện thoại mà kiểu quảng cáo quấy rối quấy rối quấy đầy đồ á. Bởi vì cho nên nó có cái hệ thống là chia sẻ đóng góp số điện thoại. Ví dụ như là hôm nay em bị cái số này nó quấy rối em đi, em đóng góp lên cho chương trình, cho cái phần mềm này là số đó quấy rối tôi á, thì cái số đó nó sẽ không gọi cho anh được nếu như mà anh bật cái này lên, hiểu không? Thì bây giờ cứ ai quấy rối anh á thì anh cứ cho vào đây hết luôn, là nó không gọi anh được nữa. Mà chưa kể là có thể những cái số mà quấy rối anh á là nó đã bị đưa lên đây sẵn rồi, ta không gọi anh được. À là vậy là nãy giờ em gọi cho anh rồi đúng không? Trời ơi, cái tiện này nè, ví dụ như là có người lạ gọi cho anh á, nhưng mà anh chưa kịp lưu số người ta, anh vẫn sẽ biết được đó là ai luôn, nó vẫn hiện lên cho anh luôn. Người ta tải cái này giống mình.
anh có tải cái này á. Rồi, người ta cũng tải luôn. Đúng thì rồi. Nó mới hiện lên là biết người đó là ai luôn. Thì đúng rồi. Ờ, hay vậy. Chứ sao, người lạ gọi anh mà anh không kịp luôn rồi, nó vẫn hiện lên cho. Vậy thôi anh xài cái này. Ừ, à, bật cái bảo vệ lên. Bảo vệ đâu? Nè nè, em bật sẵn cho anh rồi nè. Rồi, ok. Thôi. Mọi người ơi, cái link tải app GetContact này thì dĩ sẽ để phía dưới nha. Mọi người nếu mà có muốn sử dụng thì mình tải về. Nhanh lắm. Anh có giới thiệu cho em hai chiếc xe này nè, dễ thương lắm. Đâu? Đâu đâu? Em nhìn nó xịn không? Hả? Em nhìn xe nó có xịn không? Ủa sao nó vuông quá vậy? Nhìn nó sao? Nhìn nó sao? Sao nó vuông quá vậy? Xe này hồi xưa là khủng lắm luôn á. Xe hồi xưa hả? Ừ. Năm bao nhiêu? Trời, người ta gọi là xe Lưu Đức Hòa em. Trời ơi, tưởng Lưu Đức Hòa chạy xe bán kem. Đó là giá trị á, người bình thường á, người ta nhìn á thì nó sẽ là rất là đơn giản, nhưng mà cái xe, hai xe này rất là giá trị. Giá trị của nó bằng một con Z 1000 bây giờ. Ghê vậy? Ừ. Z 1000 mới luôn hả? Ừ, xe này chỉ để chân thôi nha. Xe gì đây? Ngồi thử coi, ngồi thử cái ngầu không? Trời ơi, nay mặc đồ trắng là hợp lý luôn á. Đồ trắng mà chạy xe đen hả? Chứ sao? Chứ đồ đen mà xe đen luôn, ai thấy em? Rồi, chịu hết. Giận đúng không? Camera di chuyển. Ô, cũng nhẹ quá chứ. Nhẹ hả? Nhẹ chứ. Ô, em mà dựng được là chiếc này nó nhẹ. Bởi vì em rất là yếu. Ơi, em mặc đồ trắng mà đi chiếc này đẹp ghê á. Chứ sao? Anh mới nói là em mặc đồ gì em đi xe gì cũng đẹp mới đúng. Trời đất ơi, mới lên xe đúng rồi. Rớt cái xi nhan. Ơi, cái xi nhan hồi xưa ngộ quá ha. Cái xi nhan hồi xưa cũng vuông luôn á. Xi nhan này á là do mình vận chuyển á, nó bị gãy. Mà xi nhan hồi xưa cái nó không vẽ hả? Thành vuông. Ồ, em đi cái gì qua? Xe. Đâu? Xe gì? Phải á, chiếc kỷ đi. Đâu? Đi ra coi coi. Chưa, đã chống rồi, khắc hơn. Đã chống chưa? Chắc, để gà lại cho chắc ăn. Rồi, xuống. Ghê quá. Đó, xuống. Này nè. Tên tên. Thì ra nhà ngươi đi con ghế ít này sao? Hẹn chơi nãy ta thấy ở trên kia nó thiếu thiếu. Thiếu thiếu là thì ra là đi con ghế ít này. Tại nó đẹp chứ bộ. Nó gọn với em á. Đúng rồi. Ráng ngay về bữa mua CBR 250 RR. Giờ thích thêm chiếc khác nữa rồi. Anh lên anh đầu tư cho em luôn anh. Đẹp thôi trả đi. Không trả. Không trả. Ồn quá ngoài đây ồn quá. Thôi chồng chơi xíu ha. Hồi sáng con Hân nó có qua nó trả xe cho anh. Đâu? Nó mượn xe đi về quê. Đây. Vô đây để bóc phốt ai đồ nha Hân. Em nhìn đi. Trời ơi. Hân mượn xe đi về quê không rửa. Không rửa. Xe lỗi xình hả? Quay quay kỹ vô mấy chỗ là không rửa nè. Tuấn nó quay cho mình nè, nó sẽ làm chứng nè. Tuấn em nói gì nói đi Tuấn. Ủa? Ai đồ ra không mượn xe đi không rửa. Mà quê Hân ở đâu? Quê Hân ở Mỹ Tho, Tiền Giang vậy. Vậy hả? Em tưởng đâu cái sa mạc nào chứ. Dạ. Đâu mà mỗi lần mà đi đâu về á là tự vệ sinh. Trời ơi. Hân nó mới mượn hôm bữa á, nó mới trả hồi sáng luôn á. Dơ, dơ mọi thứ. Đúng là gia Hân ở dơ, đặt đúng rồi. Heo ở dơ. Không biết con Hân nó chạy xe này cảm giác sao ha? Con này cũng mạnh mà. Không, nhưng mà chạy chiếc này xuống thì chết. Tại vì em thích xe bọt thôi chứ chiếc này xuống. Đây là anh kêu em là bóc phốt gia Hân á. Mọi người bóc phốt gia Hân nè mọi người. Chạy xe dơ quá chịu không nổi. Cực kỳ dơ luôn. Không mà em không hiểu nó lội vô đâu mà dữ vậy ta. Khó hiểu quá à. Hay giờ mưa. Không em. Nó đường bình thường nó không chạy á, mà nó lựa đường sình nó chạy. Trời ơi. Thì là ngộ nghĩnh. Rồi. Không, nghỉ, bóc phốt, chương trình bóc phốt gia Hân tới đây là hết. Quay lại. Hả? Chương trình bóc phốt gia Hân tới đây là hết nha mọi người. Bé này bị ngáo ngáo thôi, kêu quay lại chào mọi người mà nó nhìn quá. Ủa mọi người, tính ra tôi mới chị ông cáp gì luôn á mọi người. Ý là em mới giúp anh luôn á.
Rồi tính ra là anh đi về em qua đem thăm anh luôn á. Không có nước uống, không có đồ ăn. Ủa đáng lẽ em thăm anh á thì em phải đem đồ ăn qua cho anh chứ. Ủa đi đâu đã đời cả tuần lễ không biết mua đồ ăn mà cho em út. Mấy mọi người tức á. Thôi. Ai gì? Kết thúc clip, chủ yếu clip này là bóc phốt gia hồng á. Dơ quá mọi người. Ở dơ. Về bóc phốt nó. Gia hồng ở dơ. Bye bye anh em nha, cảm ơn anh em đã like, subscribe cho kênh của Minh Biker. Và Minh sẽ cố gắng kiếm nhiều chiếc xe mới, đẹp cho anh em. Chào tạm biệt. Bye.